Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món bò kho nha. Đây, bò kho ở nhà nấu rất là thơm ngon luôn. Và cái cọng mì này cũng ở nhà cũng tự làm luôn nè các bạn. Thì bạn nào chưa có xem video cách làm mì tươi tại nhà thì mình sẽ để cái link ở phía dưới phần description và phần comment nha. Nhìn có hấp dẫn các bạn. Đây, mình cho các bạn xem gần nè. Đây. Nhìn cọng mì tươi và bò kho nè. Rất là mềm và thơm ngon luôn á các bạn ơi. Và nấu rất là nhanh nha. Không có còn hầm như ngày xưa bằng cái nồi thường hầm rất là lâu. Còn mình làm nồi Instant Pot thì rất là nhanh đó. Công thức này mình học được từ một người bạn tên là Tiểu Muội. Bạn ấy chia sẻ với mình cách đây cũng khoảng 20 năm rồi các bạn. Và cái công thức này á mình đã nấu bao nhiêu năm nay. Vừa bán cho nhà hàng và vừa làm cho gia đình bạn bè ăn và rất là được lòng rất là nhiều người, cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn ha. Thì để làm món này á, mình cần có bò nạm. Thì bò nạm này ở chợ Mỹ không có bán đâu các bạn. Cái này gọi là flank, beef flank. Thì nạm á, thường thường chợ Việt Nam, châu Á mới bán, còn chợ Mỹ thì người ta chỉ bán là thịt bò, gọi là thịt chín á, còn gọi là beef brisket đó các bạn. Cho nên là nếu mà có nhiều bạn hỏi mình ở chợ Mỹ gọi là cái gì như thì chợ Mỹ không có bán nha. Nếu vậy thì bạn có thể dùng thịt chín, nhưng mà thịt chín thì nó sẽ bị sảm bởi vì nó cái thịt nó cái loại thịt của nó khác với loại thịt này. Cái thịt đó các bạn. Còn cà rốt thì mình tùy theo bạn sở thích của bạn, trong đây mình dùng 600 g cà rốt khoảng 3 củ. Còn sả thì mình cho 4 cây sả, mình đập dập, mình cắt khúc như vậy nè các bạn. Đó, và mình đập dập nha. Hành tím mình cần hai muỗng canh hành tím, 2 muỗng canh tỏi băm. Còn cái này hồi á thì mình cho 4 cánh. Quế mình cho một nhánh cũng nhỏ. Còn cái này là bí quyết. Bí quyết đó là vỏ quýt. Bạn có thể mua quýt về ăn, sau đó giữ cái vỏ lại, bạn phơi nắng rồi sau đó để dành xài. Nhưng mà nếu mà không có thời gian phơi nắng đi, không sao. Mình gọt cái vỏ này nè, mình lột cái vỏ. Sau khi mình cắt ra nè các bạn, mình cắt ra phía ngoài, mình đừng lấy màu trắng. Thì mình cân được 10 gram nha các bạn. Và mình sẽ đi băm nhuyễn, thiệt là nhuyễn là cái vỏ quýt này nha. Đây, sau khi mình băm nhuyễn cái vỏ quýt thì nó thể như vậy nè các bạn. Nếu mà bạn có vỏ quýt khô quá thì không cần băm nhuyễn gì đâu nha. Và đây nè các bạn, mình dùng gói gia vị. Bạn dùng gói gia vị bò kho nào cũng được nha. Không cần phải hiệu này, ở nơi mình ở thì người ta bán là hiệu này thì mình dùng hiệu này ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào bếp. Mình đã rửa cái bò này với nước muối cho thiệt là sạch rồi các bạn nha. Bây giờ mình vô mình luộc thôi ha. Thì miếng thịt nạm nó nhìn như thế này nè các bạn. Đây, mình cho các bạn xem. Nó có một lớp thịt và miếng gân. Và cái miếng gân da này nè. Nó dính với nhau. Đó. Và nó mềm như vậy nè, nó dai như vậy nè. Còn thịt chín mà beef brisket á thì nó cứng, nó là một lớp thịt cứng có mỡ dính vô luôn, chứ không có phải dẻo như cái khúc này ha. Mình cho một ít gừng vào đây, vài lát gừng, và mình bỏ thịt vô đây mình luộc sơ để cho thịt nó cứng, nó săn lại và nó sạch luôn để mình dễ cắt á các bạn. Thì mình cho vào đây mình luộc. Tính từ lúc nước sôi lên nha. Mình luộc 5 phút nha các bạn. Cho thịt nó săn lại. Bây giờ sau 5 phút mà mình lấy xuống mình rửa thịt cho sạch là mình đem cắt miếng vuông vừa ăn nha các bạn. Đây thịt mình cắt miếng vuông vuông như này vừa ăn như vậy nè. Thì tùy theo cái miếng thịt bạn cắt bạn mới bỏ vào nồi bạn nấu bao lâu nha ha. Và cũng tùy theo thịt mình mua là già hay là non á các bạn. Cho nên là mình phải coi cái thịt mình canh. Canh cái độ mềm theo ý mình muốn nữa. Có bạn thì thích ăn còn giòn giòn, sực sực. Có bạn thì thích ăn mềm. Cho nên là tùy theo khẩu vị của mỗi người ha. Bây giờ mình bỏ quế và hồi vào đây. Mình rang nhẹ cho nó thơm á các bạn. Rang lửa nhỏ nhỏ thôi cho nó thơm rồi mình lấy nó ra ha, mình ướp. Bây giờ mình bắt đầu ướp ha. Thì mình cắt thịt miếng vừa ăn như vậy nè các bạn.
Và sau đó thì mình cho ở trong thịt này á, mình cân là hồi nãy mình nói là 3 pound khoảng 1,5 kg, gần 1,5 kg ha. Thì mình cho ớt, đây là ớt bột. Mình cho ớt bột vào đây. Ớt bột này 1 muỗng canh ớt bột và khoảng 10 gram nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho tính theo gram và muỗng canh để cho các bạn dễ hình dung ha. Trong đây là mình cân 4 cái hoa hồi này là 4 gram và cái miếng quế này là 2 gram. Miếng quế nhỏ thôi các bạn. Và mình rang lên cho thơm. Đây là gia vị bò kho. Gia vị bò kho mình có 2 muỗng tablespoon. 2 muỗng canh á, là khoảng 25 gram. Mình cho bột nêm vào đây. Thì cái bột nêm này á, mình cho bột súp gà hay bột nấm cũng được. Thì khoảng 1 muỗng canh rưỡi bằng 26 gram. Muối mình cũng cho 1 muỗng canh rưỡi muối, mà 1 muỗng canh rưỡi muối á, là 32 gram. Đường mình cũng cho vào đây, đường mình cho 1 muỗng canh rưỡi đường là 39 gram. Đường mà cái bột súp gà mình đã bỏ chung vào rồi nha các bạn. Và trong đây có 10 gram cái vỏ quýt đó mình bỏ vào đây. Và mình cho sả vào đây. Và bắt đầu mình trộn chung lên. Và mình ướp cái này nè các bạn. Ướp nếu mà ngon á, muốn ngon á, thì ướp cách đêm. Còn nếu mà bạn gấp á, thì ướp khoảng 2 tiếng ha. Có cái vỏ quýt vô là các bạn sẽ thấy nó khác liền luôn á. Bạn nào mà thử nấu với theo cái công thức này nè là bạn sẽ rất là thích luôn á. Cảm ơn bạn tiểu muội của mình đã chia sẻ cái công thức này. Bạn ấy cũng có chia sẻ bánh khoai mì nướng á, mình có làm cái món bánh khoai mì nướng á, các bạn có thử chưa ạ? Rất là ngon luôn á, mà dễ làm nữa. Bạn nào có công thức gì ngon xin chia sẻ với mình với nha. Mình sẵn sàng làm theo cái công thức mà bạn cho mình chia sẻ với mình ha. Bạn nào mà làm những cái công thức của mình rồi mà thành công hay không thành công gì cũng cho mình biết với. Và nhớ chụp hình cho mình và để lên trên cái Facebook của mình á. Mình có cái Facebook, mình để cái link ở phía dưới phần description và phần comment đó các bạn. Chia sẻ hình các bạn nấu, có nhiều bạn message cho mình, gửi hình cho mình thấy mình rất là vui luôn á các bạn. Đó, sau khi mình ướp như vậy nè, xong rồi mình bọc nó lại cho kỹ, mình bỏ tủ lạnh ha. Khoảng 2 tiếng hay 4 tiếng sau mình nấu, mình hầm cho nó nhanh. Và mình sẽ hầm bằng nồi Instant Pot cho nó nhanh nha các bạn, nồi áp suất á. Nếu bạn không có thì mình nằm hầm trên nồi thường không sao hết á. Đây các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ dùng cái nồi Instant Pot này. Mình dùng loại IP-Lux, tức là loại cũ, model cũ á các bạn. Cái model mới thì sẽ là DUO ha, còn này là model cũ. Nhưng mà không có sao, thì mấy cái nút này nó cũng giống nhau. Bây giờ trước hết mình sẽ bật bật cái nút là saute nè các bạn. Đó. Và sau đó mình cho dầu vào cái nồi ha. Mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn và cho vào đây 2 muỗng canh tỏi bằm. 2 muỗng canh hành tím bằm á các bạn. Mình phi xào cho nó thơm nha. Đó, mình xào như vậy cho nó thơm. Tỏi với lại hành phi á, hành tím á. Mình bỏ mấy cái cây sả mình ướp với lại bò các bạn. Và đây mình rang trước, mình xào thơm như vậy cho nó lên cái mùi trước. Tỏi với lại hành tím nó vàng lên tí xíu rồi đó. Mình cho thịt bò vào đây. Nó thơm lên, cái thịt nó chắc, nó săn lại á. Rồi mình mới cho nước dừa vào đây ha. Hay nếu mà bạn mua được nước dừa này nè, coco water nè, coconut water là nước dừa đó các bạn. Thì trong đây mình dùng là 1 lít, 1 lít nước dừa nha. Bạn không có nước dừa này, bạn dùng nước dừa coco, loại mà kho thịt cũng được ha. Thì cái nước dừa kho thịt coco thì nó sẽ ngọt hơn, cho nên bạn sẽ gia giảm lại giùm mình cái độ ngọt nha. Mình xào như vậy khoảng 5 phút nha các bạn. Mình cho vào đây
một lít nước dừa, nước dừa tươi nè. Mình cho vào đây, mình đổ 2 lít nước vào đây nè. Bây giờ mình cho vào đây thêm 1 lít nước nữa. Để tổng cộng mình có là 3 lít nước và 1 lít nước dừa. Thì vừa đủ nè, các bạn nhìn nè, nó vừa đủ gần tới cái mức max luôn nè ha. Đó. Cái này mình nấu, lát mình còn bỏ củ hành và cà rốt lên nữa. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Thì cái nút này bạn để chữ sealing giùm cho mình là ở giữa nè, nghĩa là mình đậy kính lại á. Và bạn thấy cái nút đỏ này không nè, cái này là sealing nè. Bạn để cái mũi tên này là ngay chỗ chữ sealing để cho đậy kính lại ha, cái hơi nó không ra. Và cái nút đỏ này bây giờ nó là nó bằng ngang cái nắp nè, khi nào mà nó nóng lên thì nó sẽ nổi lên, và khi nào nó nguội á, thì nó lúng xuống như vậy nè, là nó nguội ha. Giờ mình sẽ bấm nút cancel nha các bạn, sau đó mình chuyển qua nút soup. Và mình cho cái này là 14 phút nha. Tùy theo cái miếng thịt của bạn cắt nhỏ hay lớn nữa. Khi mà cái máy nó báo hiệu bíp 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 là nó nổi chữ L 000, nghĩa là cho biết là nó đã xong rồi nha các bạn. Bây giờ các bạn thấy cái nút đỏ này nó trồi lên phải không ạ? Thì bây giờ nó còn nóng cho nên nó trồi lên. Một lát nó nguội nó sẽ lúng xuống ha. Và bây giờ mình sẽ mở cái valve ra nè. Mở từ từ thôi. Các bạn sợ bị phỏng thì dùng cái đũa mình mở từ từ ra ha. Và mình để nó nằm ở đây cho tới khi cái nút đỏ nó lúng xuống mình mới mở cái nắp ra. Đây bây giờ cái nút nó bị nó lúng xuống bằng cái nắp này các bạn, thì mình mở cái nắp này ra được nha. Đó. Thơm phức luôn các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy cái màu đẹp không? Đó. Thơm lắm luôn nè. Và bây giờ mình sẽ thử thịt xem cái đủ cái độ mềm chưa nha. Mềm rồi đó các bạn. Vậy là 14 phút là cái thịt này nó mềm rồi ha. Và bây giờ mình sẽ bỏ hành củ nè vào đây ha. Một củ hành mình cắt vuông vuông á. Để mình cho các bạn xem nè. Mình cắt miếng vuông vuông như vậy nè. Bỏ vào đây. Và mình cho vào đây. Hồi nãy mình có nói là 600g củ cà rốt ha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây đường phèn nè các bạn. Đây, rock sugar, đường phèn, 25g đường phèn và 20g muối nha. Và dĩ nhiên các bạn nêm nếm theo cái khẩu vị của mình nha. Mình bỏ nước nhiều để mình ăn với lại mì á các bạn. Còn bạn nếu mà bạn muốn ăn với lại bánh mì thì bạn sẽ ở phút cuối bạn sẽ pha nước bột năng các bạn, hay là bột khoai, ngon nhất là bột khoai, và đợi nó sôi bùng lên thì mới bỏ bột khoai vô, mình pha với nước và mình đổ vào đây. Còn ăn với lại mì hay hủ tiếu thì không cần đâu nha. Cho vào đây cái lon cà chua này nè, 100g vào đây thôi. Và bây giờ mình sẽ bật cái nút saute lên ha. Mình bấm, trước tiên mình bấm nút cancel, sau đó mình bấm nút saute và mình đợi cho nó sôi lên. Cho nó sôi 5-10 phút thì cái củ cà rốt của mình nó sẽ mềm nha các bạn. Ớt quế và tay hồi ra nha các bạn. Và sau khi mình hầm đây khoảng 8 phút rồi các bạn, mình tắt cái nút saute nha. Khi nào mình ăn á, thì mình mở lên lại, nhưng mà bây giờ mình chưa có ăn á, thì mình phải tắt. Không thôi nó hầm nó rụt á. Thì mình cái cà rốt nè 8 phút á, nó đã mềm rồi. Bây giờ nước sôi à, mình bắt nước sôi lên và mình luộc mì. Thì mình bỏ mì vào đây. Mình trụng khoảng 2 phút. Nè mì này là mình làm từ cái máy nè các bạn. Thì mình trụng khoảng 2 phút là nó sẽ chín ha. Bạn có thể check là mình ngắt ở giữa. Nếu mà nó còn đục ở giữa đó thì nó chưa có chín. Còn nếu mà nó trong nghĩa là chín rồi đó nha. Đây mì ngon các bạn. Xong rồi đó. Wow, nồi nước lèo sôi ùm ụp luôn nè các bạn. Và bây giờ mình múc vào đây nha. Nguyên một cái tô mì nè. Hấp dẫn lắm luôn.
Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Bò kho nấu bằng nồi Instant Pot rất là nhanh luôn á. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nó ngon như thế nào nha. Các bạn ơi, nếu các bạn có nhu cầu mua nồi Instant Pot hay là những vật dụng trong gia đình hay là trong bếp, hy vọng các bạn có thể ủng hộ kênh KT bằng cách mua qua Amazon. Mình có để cái link ở phía dưới phần description và phần comment á. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Đồng thời mình cũng có lập ra một cái kênh KT Food Adventure. Bên đó mình có nói tiếng Anh dành cho bạn nào không nghe được tiếng Việt á các bạn. Và mình cũng có bỏ trên công thức á, mình bỏ công thức ở trên website gọi là ktfoodie.com dành cho bạn nào muốn in công thức ra các bạn. Hay bây giờ mình ăn thử nha. Trước hết mình húp thử cái nước lèo nha. Cái mùi vị rất là thơm ngon luôn. Giống như là cái mùi vị truyền thống hồi xưa lúc còn nhỏ mình ăn vậy các bạn. Đây, bây giờ mình trước hết mình sẽ nặn chanh vào đây. Có muối chanh ớt nè. Đó. Để mình chấm với lại bò kho các bạn. Bây giờ mình ăn mì nha. Cái cọng mì nè, nó rất là giòn dai á các bạn, và nó giòn giòn ngon lắm các bạn. Dẻo dẻo nữa, rất là ngon. Bạn nào mà thích ăn cái mì mà dai dai mà không có cần không có bỏ nước cho tàu như là hay là chất bảo quản á, thì nên làm cái công thức này. Chấm miếng thịt bò. Thịt bò mềm các bạn. Mình cho các bạn xem. Rất là mềm luôn. Ăn thử miếng gân nha, miếng gân xem nó có mềm không nha. Bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn có thắc mắc gì, xin để comment ở phía dưới. Mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình á, xin bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.